Đây. Các bạn thấy crawfish còn lớn lớn không? Đó, bắt được bao nhiêu đây nè các bạn, nhiều lắm á. Đấy. Cái gỗ này nó sâu lầm lắm đó, 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 coi nó bò lớn lớn nè. Ồ. Có cái bò kìa. Thấy không? Đó, đã không các bạn? Bây giờ là xào bơ tỏi. Tàn 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 tàn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Ale Cuộc Sống Canada. Có cái vlog nha, không nhớ là vlog số mấy nha, chia sẻ với các bạn về các con crawfish Canada, gọi là con crayfish, ở suối Nanaimo thuộc đảo Vancouver Island, tỉnh bang BC, Canada đó. Thì trong cái vlog đó là Nga chỉ đi chơi thôi, rồi tình cờ gặp con crawfish, Nga quay lại thôi. Thì hôm nay nè, Nga mới chính thức đi bắt con crawfish nè các bạn. Thì mấy ngày nay ở Canada các bạn biết nắng rất là nóng, 22, 23 độ thôi, mọi người á xuống đây tắm suối nha, cũng vậy nha, cũng đem theo đồ tắm nha, vừa tắm suối mà vừa bắt con crawfish luôn. Thì cách bắt con crawfish như thế này, đây là dòng suối Nanaimo để mà cung cấp nước sạch cho thành phố Nanaimo dùng á các bạn. Suối này chảy một chiều thành ra nước rất là sạch các bạn, nhìn không, nước rất là trong suốt luôn đó. Suối này chảy một chiều thì giả sử như Nga dùng mồi đó là Nga dùng xương gà, xương heo hoặc là Nga dùng xúc xích Nga để ngay chỗ này, thì suối chảy xuống như thế này thì con crawfish tánh hơi nó sẽ bò từ ở trên đó lên. Thì khi mà Nga đặt xúc xích ở đây, mồi ở đây thì Nga sẽ đi từ hướng đó, Nga đi ngược lên, Nga giật con crawfish. Con crawfish cũng khó bắt lắm nha các bạn, khi mà các bạn đụng nó là nó búng, nó nhảy đi. Thành ra Nga dùng cái vợt này để mà Nga bắt, tại vì Nga sợ Nga bắt tay nó kẹp Nga. Còn một số người bạn của Nga thì họ lặn, họ bắt bằng tay. Các bạn thấy dòng suối này rất là đẹp không? Trước khi theo dõi nội dung chính video của Nga, các bạn hãy like và share để ủng hộ kênh YouTube Ngọc Ca Lê Cuộc Sống Canada nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông hoặc là nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới của Nga nha các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Nga đi bắt con crawfish nha. Nga đảm bảo rất là vui và hy vọng rằng hôm nay mình sẽ bắt được rất là nhiều con crawfish. Hiện giờ thì Nga nghĩ chắc khoảng 6 giờ chiều đó, mà còn nắng chói chang như thế này nè. Nga đang đứng dưới dòng sông, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Hãy cùng Nga đi bắt crawfish các bạn nha. Thấy con crawfish xong đó, đó là bây giờ làm sao mà giật nó nè. Nga có đem theo cây giật, giật nó nha. À! Trời ơi, được không? Được rồi, chưa, còn một con cuối cùng. Dạ, các bạn thấy không? Cộng vậy phải sửa cái này là như vậy. Còn hết. Như vậy. Đó nè các bạn thấy không? Dạ cuộc chỗ nó ở 3 4 con luôn đó. Giờ no more. No. Đó, crawfish rồi, đây đấy. Nè các bạn thấy là mồi đem theo nè, dụ bằng xúc xích coi nó tới nè, con crawfish nó tới nè các bạn thấy không? Nhóc hết trơn đâu. Bây giờ phải giật nó. Đó. Cái này là mình dụ bằng xúc xích nè, còn hai cái hộp này là hộp mà hộp để nhử nó tới đó các bạn, mình để xúc xích vô trong đó mình nhử tới. Rồi bây giờ giật nó nha các bạn. Không đeo tay hả? À, em đâu có bắt tay đâu. Đó, giật bắt con này trước. Giật nè. Đó. Crawfish. Canada gọi là crayfish. Đó, bạn thấy không? Đó. Quên đem theo đồ để mà đựng, thành ra lấy cái giống như cái ly này để mà nấu nước á, cái bình nấu nước để mà đựng nó đó. Hồi đây thì kiếm chỗ đem lên trên rồi. Ủa, đã không đã. Các bạn nhìn nha, bây giờ Nga quay một tay còn một tay Nga giật nè, các bạn xem nha. Rồi, chắc thấy không? Thấy không? Không có tiêu đây nè, đó các bạn thấy không? Rồi, nó bay đi rồi các bạn. À, được một con nè, các bạn thấy không? Đó, đây nè. Đó.
không mất rồi. Đây, đây, đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó bu lại không? Đó, mình bỏ xúc xích ở dưới đó, các bạn thấy cây xúc xích chẳng hạn không? Đó, nó bu lại đó, nhưng mà nhỏ quá, không có bắt. Ý, các bạn thấy đã không? Ủa? Để mình dợp cho các bạn xem mà. Đó, dính hai con nè, các bạn thấy không? Đó. Một cái chuyện này. Này yếu quá mà hút, để anh lấy cái này về anh làm lại cái khác. Đây là lặn bắt nè các bạn, lặn bắt được hai con bự không? Còn với kia mấy con bự luôn. Đó, nhiều lắm. Anh dùm dùm cái chỗ cái dòng này nè. Bạn thấy không đó, thấy nó bò không? Nước trong veo. Đó, nó đang bò kìa, bạn thấy không đó, nó bò đó, đó. Lên đó. Nè, lên chỗ nãy đó. Ừ. Rồi. Nó bún lắm, nó chạy dữ lắm. Rồi, núp con mất rồi. Các bạn thấy nó bò chưa? Đó, nó bò đó, đó. Để cái giật sau đuôi nó. Ừ. Để với nhau đứng định để gần. Nè. Đó. Một em đã lật lọc. Lặn bắt con Profis nha các bạn. Đang lặn bắt á. Đó, lặn xuống bắt con Profis. Si thấy chưa, lặn xuống là bắt có nha các bạn nha. Để Crawfish lặn tiếp. Nga đứng trên bờ, Nga lấy cây vợt, Nga vợt thôi. Nó chạy cho nó bò lên thì Nga vợt. Thấy thì lặn xuống dưới. Bự quá. Hai ba con. Đây các bạn. Đã không? Xí. Crawfish. Bên Canada gọi là crayfish. Các bạn coi nè. Các bạn coi nè. Đó, kinh hoàng không? Nó kéo xúc xích xuống á. Quá chừng luôn bạn không? Nhẫn mồi bằng xúc xích các bạn nha. Đã không? Đó, bỏ vô. Em đưa nguyên cái giọt đi. Ơ đất. Trời. Ủa rồi. Đây rồi. Chi? Ơ cô. Cái nó ăn hồi nó cũng vòng vòng đâu cho đây. Chấm hết rồi nha. Cánh gà đây hàng cây. Bỏ mình vô luôn vậy hả? Ừ. Nè. Ừ. Không có đem theo cái đồ đựng các bạn, giờ phải lấy cái bọc ni lông đựng nè. Đó. Thấy chưa nè, bỏ vô anh. Trời, chút nữa. Không? Đó, bạn thấy không? Nhóc chân nè. Nó bu lại đó. Đây nè, con bự đây nè. Nè. Đó, to đùng kìa, thấy không? Đó, dễ dàng, easy. Nè, hai con luôn. Đây một con. Đó. Đó, đây một con nữa nè, đó.
Hai hôm đó hai con về chuẩn bị giật nó nha. Con này cũng bự ba con luôn nè, nhóc hết trơn luôn. Thấy không, thấy nó bò không? Tại vì đa gần chỗ này người ta bỏ xương gà chứ mình bỏ xúc xích nữa đó. Con này nè, con này bự nè. Các bạn thấy nó bu lại kinh khủng không? Đấy, gò phết á. Thả không các bạn? Đó, nó bò về miếng xúc xích ở đây đó, nó bò về đó. Mình dớt nguyên bầy nó vô luôn. Đó, bạn thấy đã không? Mới thằng mấy thằng Tây ở đây đang có một cái nhóm người Tây á các bạn, nó cũng bắt cho tụi mình nữa. Nó kêu là chiên với bơ tỏi. Nó cũng biết ăn, tụi nó cũng biết ăn. Các bạn thấy nó bò lên không? Một em. Nó búng dữ lắm các bạn. Đó. Đó, dính rồi đó. Nó bơi nè, nó bơi nè các bạn, nó bơi nè. Nó bơi nè. À, thấy nó bơi không? Xí. À, con crawfish. Rồi hôm nay bắt được bao nhiêu con crawfish nè các bạn? Các bạn thấy không? Đó, đó, nè. Đã không? Cũng khó bắt lắm á. Các bạn bắt là các bạn lấy cái vợt á. Các bạn vợt từ cái đuôi nó, vợt tới nha. Còn lấy cái cây khiều từ cái trước là cái tay mình vợt cái đuôi. Còn cái cây thì mình khiều cái đầu nó thì nó sẽ vô trong cái lưới của mình dễ hơn các bạn nè. Các bạn thấy đã không? Tươi ngon không? Đó, con crawfish bắt về các bạn. Giờ là xào bơ, tẩu, còn nhảy lớn nhóm luôn rồi. Thấy đã không? Crawfish mới bị bắt về, xào bơ tỏi. Đã không các bạn? Tươi rối luôn á, đó. Đó nó còn nước chết rồi. Rồi cho một ít gia vị vô. Mùi bơ bốc lên thơm lắm các bạn ơi. Đây nè các bạn, crawfish đi bắt về và xào bơ tỏi nè nha. Không có nấu kiểu mà crawfish mà có xúc xích, có bắp, rồi có gia vị. Không có mấy cái đó, bây giờ chỉ làm bơ tỏi thôi. Nga cũng chưa ăn bao giờ, để Nga ăn thử nha. Ngon nha các bạn. Này ăn ăn con này giống ăn cọp, ăn bù mắt vậy. Nó chích nè. Để lấy con khác. Đây. Các bạn thấy không? Wow. Ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ Nga ăn tiếp tục nhé. Đây, Nga vừa quanh tạc xong con crawfish xào bơ tỏi. Ngon cực kỳ các bạn. Cái thứ nhất là con crawfish mình mới bắt về còn tươi á, ăn nó rất là ngọt, xào với bơ cực kỳ thơm.
mà con này gọi là crawfish cũng ngộn ha. Hình thù thì giống con tôm hùm. Cái càng á các bạn, cái càng nè ăn á thì như con cua, còn cái mình á, cái mình ăn á thì như là con tôm vậy đó. Nói chung là ngày hôm nay ăn được con crawfish tươi bắt ở Canada cực kỳ ngon các bạn. Các bạn nào muốn đi bắt thì nói nghe nha, cho địa chỉ nha. Không phải cho địa chỉ mà là nghe cho tọa độ, tại vì cái này ở trong rừng á không có địa chỉ cụ thể các bạn nha. Các bạn nếu yêu thích video này của Nga, các bạn hãy like và share nhé các bạn, để theo dõi những video mới của Nga. Các bạn hãy nhấn chuông, nhấn nút đăng ký kênh hoặc là nhấn nút subscribe các bạn nha. Đây, crawfish ngon cực kỳ. Đây là hậu quả hay là kết quả. Nói chung, hôm nay ăn rất là ngon các bạn nha.